Shop Hoàng Nhật xin chào tất cả các bác. Trong clip này em giới thiệu các bác một cái chiếc máy vệ sinh hút bụi khử khuẩn thảm lông thảm. Chân ga gối đệm của các bác bình thường khi mình dùng thì mình đi chân đất lên sẽ rất là nhiều các cái bụi bẩn vi khuẩn nó bám từ chân lên trên ga đệm. Rồi là bụi bông vải rất là nhiều nhé. Đấy, mình giặt thường xuyên thì không sao, nhưng nếu mà lâu lâu không giặt thì nó cũng rất là bẩn đấy các bạn. Chính vì vậy mà cái anh Nhật này đây, anh ấy lại sản xuất ra một cái máy hút bụi khử khuẩn chân ga đấy. Đấy, một con máy của Nhật, các bác nhìn nó rất là chắc chắn nhé. Trên thị trường nó bán rất là nhiều các cái đồ Trung Quốc đấy, nhưng mà không thể so sánh được với cái hàng Nhật các bạn. Chất máy của nó cực đầm chắc, nặng, hộp giáp rất là nhiều bông vải cái này. Tình trạng con máy này cũng gần như là mới, rất ít dục, rất mới luôn, rất đẹp nha. Tính năng của máy đây các bác nhìn, nó có mấy quả đấm này, đấm rung để cho các cái bụi bông vải rồi là các cái bụi trên ga đệm đấy, nó rung lên và nó hút vào. Có một đèn tia cực tím này các bác này, đèn cực tím này để khử khuẩn nhá, vi khuẩn nấm mốc khử khuẩn luôn đấy. Để chạy các bác này, khi mà các bác chạy như thế này thì nó sẽ không lên đèn đâu ạ, nhưng mà khi đặt đây này các bác này đấy, thì đèn cực tím nó mới hoạt động thôi nhá. Để tránh cái tia cực tím nó chiếu vào người. Hút rất khỏe luôn, cực sạch các bạn ạ. Công suất con này đâu, để mark vào đây các bạn này. 350W nhé, điện 100V. Sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, xuất sang thị trường Nhật Bản. Tức là cho nội địa Nhật đấy, tiêu chuẩn nội địa Nhật. Thì nó sẽ có các cái nước sản xuất cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam hoặc là các nước nào một cái kinh phí nó sản xuất nó vừa phải thì họ hay đặt nhà máy tại đây. Hãng đây, dây cốp này. Chiếc này thì em bán là 1.800.000. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác lôi cho em nhé. Cái đế này thực ra thì nó chỉ để là đổ, chắc là làm đổ rác vào đây thêm hoặc là đế để thôi, chứ còn là để cái gì đấy dựa máy lên thì còn nó chả có cái tác dụng gì cả. Này thôi, để đây các bác này. Đấy, đấy. 1.800.000 nhé, các bác lưu ý là điện 100V nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp đâu. Chào các bác.